Người Trung Quốc đổ xô mua vàng trong khi mức giá kim loại quý giá này đang thấp. Các du khách từ Trung Hoa đại lục đứng xếp hàng dài bên ngoài các cửa hàng nữ trang ở Hồng Kông gần biên giới và dọn sạch các kệ hàng sau khi mức giá vàng đã giảm mạnh. Có rất nhiều người Trung Quốc đã đi mua nữ trang bằng vàng sau khi một đợt bán tháo đã làm cho giá vàng xuống đến mức thấp nhất trong hơn 2 năm ở vào khoảng 1.321 Mỹ Kim một ounce 10 ngày trước đây, và sự phục hồi của giá vàng trong những ngày gần đây cũng đã không làm giảm nhu cầu mua vàng của người Trung Quốc. Một dấu hiệu mà một số các nhà phân tích nói rằng sức hấp dẫn đầu tư của vàng vẫn còn nguyên vẹn. Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau quốc gia láng giềng Ấn Độ. Một bà nội trợ đến từ tỉnh Quảng Đông cho biết vàng ở Hồng Kông rẻ hơn và chất lượng, độ tinh khiết của vàng ở đây cũng tốt hơn. Các chuyên gia nói rằng việc vàng giảm giá đã cho phép mọi người quay trở lại thị trường sau khi giá vàng đã lên đến mức cao kỷ lục trong năm ngoái. Trong năm ngoái, giá vàng đã lên đến 1.800 Mỹ Kim một ounce. Những người tiêu dùng Trung Quốc đã chờ đợi cho mức giá cao này giảm bớt, và trong hai tuần qua, nhu cầu bị dồn nén này đã bung ra khi giá vàng xuống thấp, có lúc xuống chỉ còn 1.320 Mỹ Kim một ounce. Đây là tâm lý tìm kiếm giá rẻ. Cửa hàng Châu Tài Phát là chuỗi cửa hàng nữ trang lớn nhất thế giới, cho biết doanh số tại các cửa hàng ở Trung Quốc, Hồng Kông và Macau đã tăng từ 30 đến 40% trong hai tuần qua. Công ty này cho biết các sản phẩm phổ biến bao gồm những cưới rồng và phượng bằng vàng, những vòng tai hoa và dây chuyền, làm cho các công nhân trong xưởng và các nhân viên dây chuyền sản xuất bận rộn đáp ứng nhu cầu. Khu thuộc địa cũ của Anh Quốc là trung tâm giao dịch vàng trong khu vực Đông Á, và Trung Quốc là nguồn nhập khẩu chính. Giá vàng đã giảm khoảng 15% trong năm nay, và kim loại quý hiếm này đã bị níu kéo giữa người mua vàng tìm kiếm giá rẻ và các nhà đầu tư cảnh giác giảm bớt số lượng sở hữu do lo lắng là các ngân hàng trung ương sẽ bán vàng dự trữ và trước các dự đoán lạm phát sẽ giảm bớt. Các nhà đầu tư còn chưa quên ngày giá vàng giảm mạnh nhất chưa từng có cách đây 2 tuần đã gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư vàng, và các phân tích gia đã dự đoán một sự gia tăng.